vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Cửa sổ văn nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Chương trình có những tin chính sau. Chương trình nghệ thuật Bước chân người lính. Ra mắt bộ sách Nguyễn Văn Xuân toàn tập. Diễn tuồng ngày xuân. Văn hóa tấm hơi Phần Lan là di sản văn hóa phi vật thể thế giới. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tuần qua diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật sôi nổi. Trước hết, phải nói đến chương trình nghệ thuật Bước chân người lính. Chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12. Tham dự chương trình, khán giả được sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc qua các bài hát như bài ca Hy vọng, Hành khúc ngày và đêm, Nơi đảo xa, Tiếng đàn bầu, Cung đàn xưa. Chương trình quy tụ nhiều giọng hát đi cùng năm tháng, nhiều nghệ sĩ, ca sĩ nổi tiếng như Trọng Tấn, Lan Anh, Quang Hào, Vũ Bảo, cùng với sự góp mặt của các nghệ sĩ, diễn viên, ban nhạc nhà hát Trung Vương Đà Nẵng. Tấn nghĩ rằng là sẽ đem lại một cái không khí hào hùng cho thành phố, cho nhân dân thưởng thức một cái chương trình cũng như là để ghi dấu nhớ lại những cái chặng đường của cha anh chúng ta. Chương trình nghệ thuật Bước chân người lính cũng là lời tri ân các thế hệ người lính đã ngã xuống vì độc lập tự do cho Tổ quốc. Thực hiện quyết định số 3452 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về đề án xây dựng sản phẩm du lịch từ mô hình văn hóa truyền thống, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh đã xây dựng hoàn chỉnh 3 chương trình nghệ thuật với tên gọi là Nguồn cội. Chương trình cụ thể gồm tham gia trải nghiệm lễ dân hương trước buổi biểu diễn, tham quan có hướng dẫn tại phòng trưng bày các đạo cụ, trang phục và mặt nạ đặc trưng của các loại hình nghệ thuật tuồng và xem biểu diễn trực quan. Nội dung chương trình biểu diễn gồm hòa tấu nhạc cụ dân tộc và một số trích đoạn tuồng mẫu mực. Thông qua buổi biểu diễn báo cáo lần này, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh mong muốn tiếp tục nhận được các ý kiến đóng góp của các cơ quan, đơn vị lữ hành để sớm đưa chương trình này đến với du khách, qua đó góp phần quảng bá giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc cũng như thúc đẩy sự phát triển của du lịch thành phố. Nhằm tạo không khí vui tươi hứng khởi cho người dân và du khách nhân dịp chào đón năm mới 2021, Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật Nước ngoài chào năm mới 2021 Amazing Nights. Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ Việt Nam và người nước ngoài đang sống hoạt động nghệ thuật tại thành phố Đà Nẵng, Hội An. Các tiết mục biểu diễn đa dạng từ nhảy hiện đại, múa Ấn Độ, nhảy flashmob theo phong cách Nhật Bản, biểu diễn múa lửa của các nghệ sĩ người Philippines, biểu diễn của các ban nhạc nước ngoài các ca khúc Giáng sinh và chào năm mới. Đây là lần đầu tiên em tham gia những cái chương trình sôi động như thế này thì em cảm thấy nó rất là vui và hào hứng, nhất là sau cái đợt dịch trở lại đây thì đây là lần đầu tiên em được tham gia lại một cái show nhạc mà nó đem lại nhiều cảm xúc như vậy, và em hy vọng là sau này sẽ có nhiều cái chương trình như thế này nữa để cho tụi em cùng tham gia. Ngoài phần biểu diễn nghệ thuật của các nghệ sĩ tham gia biểu diễn, ban tổ chức chương trình còn tổ chức không gian trải nghiệm cho khách tham quan thông qua các hoạt động vẽ mặt, trình diễn body painting và thời trang. Ngoài ra còn tương tác Magic Box gồm 6 bước và nhận quà, cấp phòng tham gia khu Smart Party và khu chụp hình lưu niệm. Ngay lúc này tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được là một trong những thành viên tham gia show hôm nay. Tôi mong rằng sự kiện này có thể diễn ra hàng năm để chúng ta cùng nhau chào đón Giáng sinh và chào năm mới sắp đến. Với việc tạo nên sự kiện văn hóa đa sắc màu, chương trình nghệ thuật nước ngoài chào năm mới 2021 Amazing Night đã mang đến một bữa tiệc tinh thần thân thiện, ấm áp và sôi động mừng Giáng sinh 2020 và chào năm mới 2021 cho cộng đồng người nước ngoài và người dân thành phố Đà Nẵng. Khát vọng tuổi trẻ là chủ đề liên hoan ban nhóm nhạc, nhóm nhảy và vũ đoàn thành phố Đà Nẵng năm 2020, liên hoan do Trung tâm Văn hóa Điện ảnh thành phố Đà Nẵng tổ chức. Đối tượng tham gia liên hoan là các ban, nhóm nhạc, nhóm nhảy và các vũ đoàn thuộc Trung tâm Văn hóa Thể thao các quận huyện, các trường đại học cao đẳng, các ban nhạc, nhóm nhảy và vũ đoàn đang hoạt động tại các đơn vị tổ chức sự kiện, nhà hàng hoặc là hoạt động tự do trên địa bàn thành phố. Mỗi ban nhạc, nhóm nhạc tham gia liên hoan có ít nhất 4 thành viên dự thi 2 tác phẩm, gồm một hòa tấu và một đệm hát. Mỗi nhóm nhảy có ít nhất 6 thành viên dự thi với các thể loại hip hop, nhảy hiện đại, rap.
Các vũ đoàn có ít nhất 6 thành viên, mỗi tiết mục dàn dựng không quá 7 phút. Cuộc thi tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, lý thú cho các ban nhạc, nhóm hát, nhóm nhảy, đồng thời tạo cơ hội cho các nghệ sĩ giao lưu, học hỏi, trao đổi kiến thức, kỹ năng biểu diễn. Giải khiêu vũ thể thao quận Thanh Khê năm nay thu hút 150 vận động viên của 11 câu lạc bộ đang hoạt động trên địa bàn quận. Với những màn biểu diễn hình thể cùng âm thanh sôi động, đầy cảm xúc, các vũ công đã mang đến những tiết mục khỏe khoắn, thể hiện những nội dung lành mạnh, gắn với cuộc sống và nhu cầu công chúng yêu thích khiêu vũ hiện nay. Thông qua giải đã góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho các tầng lớp nhân dân, đồng thời tăng cường hoạt động giao lưu học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn khiêu vũ giữa các câu lạc bộ trên địa bàn quận. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ngày hội Quốc phòng Toàn dân 22 tháng 12, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại và hướng đến Đại hội Thể dục Thể thao cấp quận Thanh Khê lần thứ 6 năm 2021-2022. Sở Văn hóa Thể thao Đà Nẵng và Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam vừa phối hợp ra mắt bộ sách Nguyễn Văn Xuân toàn tập. Sự kiện này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo giới văn nghệ sĩ, các nhà nghiên cứu, nhà phê bình văn học cả nước. Bộ sách Nguyễn Văn Xuân toàn tập gồm 7 tập do chi nhánh Nhà xuất bản Hội Nhà văn miền Trung Tây Nguyên thực hiện. Ban biên soạn gồm các nhà văn, nhà nghiên cứu như là Phong Lê, Lại Nguyên Ân, Thái Bá Lợi, Huỳnh Văn Hoa, Hồ Sĩ Bình. Bộ sách tập hợp các bài viết, các sáng tác, tiểu thuyết, truyện ngắn, các công trình nghiên cứu, trong đó có cả những bản thảo lần đầu công bố của học giả, nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Xuân. Sinh thời, Nguyễn Văn Xuân là một nhà văn hóa hoạt động đa dạng. Ông nổi tiếng trong làng văn Việt Nam từ năm 1937, khi mới 17 tuổi. Ngoài viết văn, nghiên cứu lịch sử và nghệ thuật tuồng, ông còn là một nhà giáo, nhà báo xuất sắc. Buổi ra mắt bộ sách Nguyễn Văn Xuân toàn tập còn là dịp để cho các văn nghệ sĩ nhìn lại những đóng góp của học giả Nguyễn Văn Xuân đối với đất Quảng Nam, Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung. Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam cũng vừa giới thiệu ấn phẩm Viết và đọc tại khu vực miền Trung Tây Nguyên. Viết và đọc là ấn phẩm chuyên đề văn học của Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam, xuất bản hàng quý, được đặt theo tên các mùa trong năm. Mỗi số có khoảng 300 trang, trải dài theo các chuyên mục, ấn tượng 90 ngày, tác phẩm mới, thơ, đối thoại, phê bình và tiểu luận. Ở mỗi ấn phẩm viết và đọc, độc giả không chỉ được thưởng thức những sáng tác mới của các nhà văn nhà thơ thuộc nhiều thế hệ, mà còn được thưởng lãm những họa phẩm độc đáo của các họa sĩ hàng đầu như là Lê Thiết Cương, Thành Chương. Bên cạnh đó, viết và đọc còn bao gồm những bài viết phỏng vấn, bình luận, phân tích chuyên sâu về nhiều vấn đề nổi bật trong đời sống xã hội nói chung và đời sống văn học nghệ thuật Việt Nam nói riêng. Công ty cổ phần truyền thông Rồng Tiên Sa vừa tổ chức họp báo giới thiệu cuộc thi Hoa khôi du lịch Đà Nẵng năm 2021, Miss Tourism Đà Nẵng 2021. Ban tổ chức cho hay, cuộc thi Hoa khôi du lịch Đà Nẵng năm 2021 có các danh hiệu gồm Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2 cùng các giải thưởng phụ cho các thí sinh phù hợp với những tiêu chí như người đẹp thời trang, người đẹp truyền thông, người đẹp nhân ái, người đẹp tài năng, người đẹp thể thao, người đẹp biển. Những gương mặt xuất sắc đáp ứng các tiêu chí của cuộc thi sẽ được chọn ra để cùng với ngành du lịch thành phố xúc tiến quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng đẹp, an toàn, thân thiện và mến khách đến bạn bè trong nước và quốc tế. Vòng sơ khảo dự kiến diễn ra vào ngày 27 tháng 2 năm 2021. Bán kết được tổ chức sau đó một tháng. Vòng chung kết dự kiến sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2021. Tổ chức Giáo dục Khoa học và Văn hóa của Liên Hợp Quốc UNESCO đã công nhận văn hóa tấm hơi của người Phần Lan là di sản phi vật thể thế giới. Đây là một nét truyền thống đã có từ hàng trăm năm trước của người dân Phần Lan. Nguồn gốc của thói quen tắm hơi tại Phần Lan bắt nguồn từ việc đất nước này có khí hậu khá lạnh lẽo. Vì vậy, người dân tìm đến tắm hơi như là một cách để cảm thấy dễ chịu hơn. Hiện ở Phần Lan có khoảng 3 triệu phòng tắm hơi, phục vụ cho người dân trong nước và cả khách du lịch nước ngoài. Phòng tắm hơi được xem là một công trình phụ khá là phổ biến ở các ngôi nhà ở Phần Lan, với các căn hộ và tại các bể bơi. Có tới 99% người dân Phần Lan tắm hơi ít nhất một lần trong tuần. Dù dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều nước trên thế giới vẫn chuẩn bị đón Giáng sinh và năm mới. Theo những cách riêng, tại Tây Ban Nha, khu vườn thực vật hoàng gia của thủ đô Madrid đã chiêu đãi người dân nước này một bữa tiệc ánh sáng lung linh rực rỡ sắc màu để chào đón mùa lễ hội đang đến gần. Từ màn trình diễn nhạc nước đến những tác phẩm ánh sáng nghệ thuật,
vườn bách thảo hoàng gia Madrid đã trở nên rực rỡ trong đêm. Những con đường với những dải ánh sáng hai bên hay là không gian thực tế ảo đầy sáng tạo khiến cho những du khách đến đây như bước vào một khu vườn cổ tích. Nhờ sở hữu không gian ngoài trời rộng lớn, vườn bách thảo có thể tạo ra những ngoại cảnh thiên nhiên khác nhau, mang đến trải nghiệm khó quên cho du khách. Không chỉ có các tác phẩm nghệ thuật độc đáo, ban quản lý khu vườn cũng sắp xếp 21 video trình chiếu khắp khuôn viên, giúp nâng cao nhận thức của người dân về các vấn đề tự nhiên và môi trường. Du khách có thể quét mã QR để xem video thông tin về các loại thực vật theo cách thú vị và bắt mắt hơn. Khung cảnh rực rỡ vào đêm, Giáng sinh đang đến gần nữa, tôi cảm thấy rất vui. Tạm gác lại những lo lắng về cuộc sống, về suy thoái do đại dịch Covid-19, thủ đô Madrid của quốc gia Nam Âu này đã sẵn sàng chào đón Giáng sinh, một trong những lễ hội quan trọng nhất trong năm. Mới đây, các thợ hoàng kim của Ấn Độ đã lập kỷ lục Guinness khi chế tác một chiếc nhẫn được gắn rất là nhiều viên kim cương nhất thế giới. Phải mất hơn nửa năm, tuyệt tác này mới chính thức được hoàn thiện. Germany Jewel đã hợp tác với nhà sản xuất trang sức là Himakapadia đã ra mắt chiếc nhẫn có tên là Marigold, được đính khoảng 12.638 viên kim cương. Mộc nhẫn được chạm khắc theo hình một bông cúc vàng thọ bung nở. Cánh hoa được chia làm 8 lớp hiệu ứng 3D độc đáo. Tổng lượng của chiếc nhẫn là hơn 165 gram, tương đối nhỏ gọn nên rất phù hợp để đeo trên tay. Các thợ kim hoàng đã mất khoảng 8 tháng để thiết kế và chế tác tuyệt tác này. Do vị trí địa lý nên khí hậu Dubai hầu như khô cằn và nóng bức quanh năm. Thế nhưng, mùa Giáng sinh năm nay, người dân Dubai có cơ hội được thưởng thức một trải nghiệm rất là đặc biệt, đó là xem phim giữa trời tuyết mùa đông. Nằm trên ghế, đắp chân ống, uống sô-cô-la nóng giữa khung cảnh như là một ngôi làng tuyết với cái lạnh như là mùa đông xứ lạnh và thưởng thức một bộ phim. Đó là trải nghiệm điện ảnh thú vị mới nhất trong dịp Giáng sinh năm nay tại Dubai. Không gì tuyệt vời hơn khi xem một bộ phim giữa không gian này, không khí Giáng sinh, đồ trang trí và cả sô-cô-la nóng nữa. Đúng là một trải nghiệm tuyệt vời. Với những người không thể trở về nhà trong kỳ nghỉ hoặc là những người không thể đi du lịch do đại dịch Covid-19, rạp chiếu phim tại trung tâm thương mại Emirates đã giúp cho họ có cơ hội trải nghiệm những rung cảm mùa đông khó quên. Đây thực sự là một ý tưởng rất hay. Với những gì đang xảy ra hiện nay thì rõ ràng mọi người không thể đi du lịch. Thế nên việc mang Giáng sinh tới đây trong khung cảnh tuyết trắng là điều thật tuyệt, đặc biệt là với những ai đã từng được trải nghiệm Giáng sinh trắng. Trong khi các hạn chế du lịch đang phổ biến trên thế giới, tại Dubai vẫn có khá nhiều những địa điểm du lịch đang hoạt động. Rạp chiếu phim tuyết trắng này là ý tưởng mới nhất của nhà cung cấp dịch vụ giải trí tại Dubai, với hy vọng mang đến niềm vui cho người dân cũng như duy trì các hoạt động kinh doanh của mình giữa mùa dịch. Giáng sinh đã về trên đất thánh Jerusalem, nhưng khác với mọi năm, năm nay ông già Noel trong trang phục rất là đặc biệt hơn khi mà phát quà cho các em. Đó là một chiếc khẩu trang được cách điệu, hóa thành chùm râu khổng lồ. Các em nhỏ tỏ ra rất là thích thú với diện mạo mới này của ông già Noel. Từ nhiều ngày nay, anh Isha Corrissier đã bận đồ ông già Noel, cưỡi trên lưng lạc đà để mang đến không khí Giáng sinh tại vùng đất thánh Jerusalem. Khác với mọi năm, ông già Noel Isa xuất hiện với một chùm râu rậm rạp hơn là che hết các miệng và cả một chiếc khẩu trang cùng màu che kín miệng và mũi. Đó là ông già Noel mùa của dịch bệnh. Tại vùng đất thánh, khắp nơi người ta đã nghe thấy Giáng sinh về, từ những cây thông khổng lồ tới các ông già Noel trên bãi biển. Và có lẽ điều ước lớn nhất của mọi người chính là dịch bệnh sớm chấm dứt. Lên đèn trên những con thuyền và thưởng thức các tác phẩm điện ảnh đã trở thành một giải pháp độc đáo, giúp cho mọi người vừa giải trí, vừa giữ khoảng cách an toàn trong mùa dịch Covid-19. Sáng kiến tuy không phải mới nhưng rất thú vị này đã được triển khai tại thủ đô Manila của Philippines, góp phần đưa ngành công nghiệp điện ảnh dần trở lại nhịp sống bình thường. Rạp chiếu phim nổi, nơi mọi người ngồi trên những chiếc thuyền chèo truyền thống của Venice để ra mắt một trung tâm mua sắm ở thủ đô Manila, Philippines đầu tháng 12 vừa qua. Hình thức giải trí này đã giúp cho nhiều người thỏa nỗi nhớ màn ảnh rộng khi các rạp chiếu phim truyền thống trên toàn quốc vẫn đang đóng cửa từ giữa tháng 3 để ngăn Covid-19 lây lan. Đây là một trải nghiệm thú vị. Thậm chí trước khi có lệnh giãn cách xã hội thì chúng ta cũng chưa có cơ hội được xem phim ngoài trời hoặc trên một con kênh như thế này. Xem phim trên thuyền nổi là một trải nghiệm độc đáo, nhất là khi đây là một trong những hình thức chiếu phim đầu tiên được mở cửa trở lại, thế nên chúng tôi rất muốn thử xem sao.
mỗi chiếc thuyền có sức chứa 2 người. Mỗi ngày có 2 suất chiếu và đa phần các phim có nội dung lãng mạn để phù hợp với không gian của rạp chiếu phim nổi ngoài trời. Tuy nhiên, mỗi suất chiếu chỉ cho phép tối đa là 10 khán giả. Giá là $10 được bán trực tuyến. Đa số các suất chiếu cuối tuần là bán chạy nhất. Kinh đô ánh sáng Paris, nơi những lãng mạn và rực rỡ, một lần nữa lại được tỏa sáng trong những ngày cuối năm khi Giáng sinh cận kề. Tạm gác lại nỗi lo âu COVID-19 thì người dân vẫn hòa vào không khí của lễ hội với ý thức phòng tránh dịch bệnh và đảm bảo an toàn. Tòa thị chính ở thủ đô Paris đã rất lâu rồi mới được trang hoàng rực rỡ như thế này. Những ánh đèn lung linh, những mảng màu liên tục thay đổi bằng hiệu ứng ánh sáng khiến cho thủ đô nước Pháp lại trở nên rực rỡ vào mỗi mùa lễ hội. Bất chấp đại dịch COVID-19 đã khiến 2,4 triệu người mắc bệnh và gần 61.000 người tử vong, hầu hết người dân đều cảm thấy bầu không khí tích cực và lạc quan khi bước ra đường. Khẩu trang, thứ từng xa lạ với đại đa số người dân châu Âu, đã trở thành một mặt hàng không thể thiếu tại các quầy mua sắm. Chúng còn được những người dân ở kinh đô thời trang gọi là phụ kiện trong ngày. Thưa quý vị, hòa trong không khí rộn ràng của các hoạt động văn hóa nghệ thuật ngày xuân, nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh Đà Nẵng đang ngày đêm luyện tập các diễn tuồng cổ với những trích đoạn tuồng mẫu mực để trình diễn phục vụ cho bà con nhân dịp Tết đến xuân về. Một trong những trích đoạn tuồng mà các nghệ sĩ, diễn viên nhà hát đang đầu tư tập luyện để phục vụ bà con vào dịp Tết Tân Sửu là trích đoạn Mộc Quế Anh Dân Cây. Câu chuyện về nữ tướng Mộc Quế Anh đã được lưu truyền trong dân gian và dàn dựng thành nhiều tác phẩm nghệ thuật. Dưới sự hướng dẫn của nghệ sĩ nhân dân Hương Thơm, các diễn viên trẻ của nhà hát tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh một lần nữa được hóa thân vào nhân vật và được truyền dạy những kỹ năng trong diễn xuất hình thể, giọng hát để có thể xây dựng thành công hình tượng Mộc Quế Anh một cách hiệu quả và trọn vẹn. Bà con rất là mê hát và cái hát ở trong này nó rất hay, nó rất mềm mại. Thì cái trích đoạn này nó đáp ứng được đủ cái yêu cầu để cho bà con xem cảm thấy mãn nhãn. Tết đến xuân về, từ nông thôn đến thành thị, những âm thanh dục dã của tiếng trống chầu và những lời ca hùng hồn, vang vọng của nghệ thuật tuồng đã tạo nên không khí đón xuân của bà con được ấm cúng, hướng lòng về nguồn cội thông qua những tích tuồng xưa. Và cũng chính lúc đó, người nghệ sĩ cảm thấy như được cống hiến hết mình với vai diễn. Khi mà bước vào tập luyện thì anh em cũng nỗ lực hết mình, là vì cái sự cố gắng, bởi vì bằng mọi giá phải làm cho kịp chương trình để cho Tết nó có chương trình để phục vụ cho bà con. Quý vị vừa theo dõi chương trình Cửa sổ văn nghệ của Đài Phát thanh Truyền hình Đà Nẵng. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.